Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin thời sự trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thông tin đặc biệt trong chương trình: Bình Dương gây chú ý dư luận với quy định yêu cầu các khu công nghiệp cấm người lao động chưa tiêm vaccine vào làm việc. Nếu không chấp hành, doanh nghiệp phải tự bỏ tiền túi ra để mua vaccine. Lần đầu tiên số liệu về bệnh nhân mắc COVID-19 không qua khỏi tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 Việt Nam được công bố chi tiết. Chống đánh xuôi, kèn thổi ngược tại Mỹ. Bất chấp lệnh của chính quyền Tổng thống Joe Biden, Tòa án Liên bang bãi bỏ quy định đeo khẩu trang. Người Thượng Hải bức xúc vì bị phát thực phẩm hết hạn trong lệnh phong tỏa COVID-19. Và sau đây là thông tin đầu tiên. Chống đánh xuôi, kèn thổi ngược tại Mỹ. Bất chấp lệnh của chính quyền Tổng thống Joe Biden, Tòa án Liên bang bãi bỏ quy định đeo khẩu trang. Ngày 20 tháng 4, Bộ Tư pháp Mỹ kháng cáo phán quyết của Tòa án Liên bang về việc bỏ quy định đeo khẩu trang trên máy bay và các địa điểm công cộng. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra quyết định này 2 ngày sau khi một thẩm phán liên bang ở bang Florida bãi bỏ quy định đeo khẩu trang. Các hãng hàng không, một số phương tiện giao thông công cộng sau đó không còn bắt buộc hành khách đeo khẩu trang nữa. Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ CDC muốn giữ nguyên quy định này và kêu gọi bảo toàn quyền lực y tế công cộng của họ. Các chuyên gia đánh giá, việc kháng cáo sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu phán quyết bãi bỏ quy định đeo khẩu trang được giữ nguyên, nó có thể vĩnh viễn làm suy yếu quyền hạn của CDC. Ngay cả khi chính quyền Biden thắng kiện, sẽ không có phản ứng dữ dội từ những người Mỹ vốn đang cảm thấy vui mừng vì không bị bắt buộc đeo khẩu trang nữa. Thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết, thứ nhất, giống như Bộ Tư pháp, chúng tôi cho rằng hoàn toàn hợp lý khi CDC và các chuyên gia y tế cũng như dữ liệu, những chuyên gia y tế quan trọng nhất trong chính quyền của chúng tôi cần có thêm thời gian để đánh giá. Ngoài ra, họ muốn chiến đấu để bảo toàn quyền hạn và khả năng của CDC để thực hiện các nhiệm vụ khác trong tương lai. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Lần đầu tiên số liệu về bệnh nhân mắc COVID-19 không qua khỏi tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 Việt Nam được công bố chi tiết. Ngày 21 tháng 4, tại hội nghị mới đây, bác sĩ Trần Thanh Linh, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Hồi sức COVID-19, đã lần đầu công bố về số liệu bệnh nhân không qua khỏi trong thời gian hoạt động của Bệnh viện Hồi sức COVID-19 lớn nhất Việt Nam. Cụ thể, từ ngày 14 tháng 7 năm 2021 đến ngày 22 tháng 3 năm 2022, Bệnh viện Hồi sức COVID-19 được chuyển đổi công năng từ Bệnh viện Ung bướu cơ sở 2 đóng trên địa bàn thành phố Thủ Đức, đã tiếp nhận 5.040 bệnh nhân. Các bác sĩ đã nỗ lực cứu chữa, điều trị thành công cho xuất viện 3.500 bệnh nhân, chiếm 69,4%. Tuy nhiên, trong số các ca nhập viện đã có 1.540 bệnh nhân không qua khỏi, chiếm 30,6%. Theo bác sĩ Thanh Linh, qua phân tích thông tin liên quan đến tất cả các bệnh nhân nhập viện cho thấy có tới 92% bệnh nhân nhập viện ở mức độ nặng và nguy kịch, với 50% bệnh nhân thở mặt nạ oxy, 29% bệnh nhân thở oxy dòng cao HFNC và 8% bệnh nhân phải thở máy ngay khi nhập viện. Độ tuổi trung bình của nhóm bệnh nhân mắc COVID-19 được tiếp nhận tại Bệnh viện Hồi sức COVID-19 là 58 ca, trong đó có 63% bệnh nhân trên 50 tuổi, 34% bệnh nhân có các bệnh lý nền đi kèm. Số ca không qua khỏi tập trung phần lớn ở nhóm từ 50 tuổi trở lên. Hiện Bệnh viện Hồi sức COVID-19 đã chính thức giải thể và trả lại công năng cho Bệnh viện Ung bướu thành phố Hồ Chí Minh. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thông tin đặc biệt trong chương trình: Bình Dương gây chú ý dư luận với quy định yêu cầu các khu công nghiệp cấm người lao động chưa tiêm vaccine vào làm việc. Nếu không chấp hành, doanh nghiệp phải tự bỏ tiền túi ra để mua vaccine. Dẫn thông tin từ chuyên trang xã hội của báo điện tử Tiên Phong, thống kê cho thấy tỷ lệ tiêm vaccine mũi 2 và mũi 3 trong công nhân lao động ở Bình Dương mức rất thấp. Để thực hiện có hiệu quả chiến dịch tiêm chủng, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, Bình Dương sẽ có những chế tài, trong đó nếu doanh nghiệp không có trách nhiệm sẽ phải tự bỏ tiền mua vaccine. Có thể thấy tỉnh Bình Dương quyết định dùng biện pháp mạnh tác động vào kinh tế của các doanh nghiệp. Từ đây, các doanh nghiệp nếu không muốn tự bỏ tiền mua vaccine thì sẽ buộc phải có những điều chỉnh trong việc thúc đạy người lao động tiêm chủng. Cụ thể, ngày 21 tháng 4, đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Dương cho biết, ngay từ đầu đợt dịch lần thứ tư, Bình Dương đã chú trọng ưu tiên tiêm cho đối tượng là công nhân lao động. Tuy vậy, đến nay, số người dân lao động tiêm vaccine mũi 2 và mũi 3 ở Bình Dương còn rất thấp. Ngành chức năng tỉnh Bình Dương cho biết có nhiều nguyên nhân, trong đó có yếu tố khách quan và chủ quan của doanh nghiệp, công nhân lao động. Cụ thể, chủ doanh nghiệp chưa sát sao trong việc tiêm chủng cho người lao động,
trong khi một bộ phận người dân tỏ ra lơ là, không chủ động đi tiêm, mặc dù tại nơi ở có tổ chức điểm tiêm cả ngày và đêm. Đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết đã giao cho ngành y tế chủ trì phối hợp với các ngành liên quan xây dựng kế hoạch tiêm vét các mũi vaccine trong công nhân lao động. Đây là kế hoạch tiêm vét cuối cùng. Trong trường hợp ngành chức năng nỗ lực tạo điều kiện hết sức nhưng người lao động không tiêm, sẽ có những chế tài. Theo đó, đối với những người lao động không tiêm, sẽ không cho vào nhà máy làm việc. Một đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương nhấn mạnh, hiện nay, chiến dịch tiêm chủng phòng COVID-19 đang miễn phí. Nếu người lao động, người dân nào không tận dụng, tới đây sẽ phải bỏ tiền để được tiêm. Dự kiến tới đây, doanh nghiệp phải tự chi trả mua phí vaccine để tiêm cho công nhân nếu không có tinh thần trách nhiệm chung. Trong khi tất cả đang vì mình mà bản thân lại đứng ngoài cuộc thì không thể chấp nhận được. Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương Nguyễn Kim Loan cho hay, về phía liên đoàn, chúng tôi liên tục có những chỉ đạo công đoàn cơ sở chủ động tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp có phương án tổ chức cho người lao động được tiêm và vận động công nhân lao động tiêm mũi 3. Trong trường hợp các doanh nghiệp chưa tổ chức tiêm thì người lao động có thể tranh thủ ngày thứ 7 và ngày chủ nhật hàng tuần, kể cả buổi tối ở các điểm tiêm ở phường, xã để tiêm. Người lao động chú ý, đây sẽ là đợt tiêm vét cuối cùng. Nếu không tuân thủ thì người lao động sẽ gặp phải khó khăn trong tiếp cận công việc. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Người Thượng Hải bức xúc vì bị phát thực phẩm hết hạn trong lệnh phong tỏa COVID-19. Giới chức Thượng Hải đề nghị người dân đem bỏ số thực phẩm được cấp phát do quá hạn. Điều này làm tăng thêm sự bức xúc của người dân, vốn đã mệt mỏi vì lệnh phong tỏa kéo dài. Nhiều người dân phàn nàn về việc bị đau bụng và tiêu chảy sau khi ăn thức ăn được phát hôm ngày 20 tháng 4. Chủ đề này đã lọt nhóm thịnh hành trên mạng xã hội của Trung Quốc, thu hút hơn 100 triệu lượt xem. Giới chức địa phương cho biết sẽ điều tra vấn đề này. Ít nhất 2 quận ở phía đông Thượng Hải đã cảnh báo người dân về việc vịt om và thịt viên bị mốc. Phố Đông, khu tài chính và công nghiệp ở phía đông Thượng Hải mở cuộc điều tra về các gói thực phẩm do chính quyền phân phối. Ở quận Mẫn Hàng, 2 quan chức địa phương bị sa thải từ đầu tuần vì giao thịt lợn kém chất lượng. Một nhà bán lẻ chịu trách nhiệm cung cấp thực phẩm cho phía tây thành phố đã gửi thư xin lỗi vào ngày 21 tháng 4 do chất lượng gạo mà họ phân phối cho chính phủ. Tao Ailian, quan chức quản lý thị trường ở Thượng Hải cho biết, cơ quan quản lý thị trường sẽ điều tra và trừng phạt những việc này nghiêm ngặt và nhanh chóng. Những lo ngại về nguồn cung thực phẩm diễn ra vào thời điểm Thượng Hải vẫn ghi nhận nhiều ca mắc mới, hiện chưa có dấu hiệu cho thấy khi nào thành phố sẽ được hoàn toàn dỡ bỏ phong tỏa, vốn đã kéo dài hơn 2 tuần. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!